Thưa quý vị, đón chào năm mới 2023, nhưng lại năm qua, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động hiệu quả, trong đó triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết điều hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết điều hội đại biểu phụ nữ thành phố Hút lần thứ 14, nâng cao vai trò của phụ nữ, tổ chức hội, góp phần vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng và để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các cấp hội đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể bám sát với chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, thực hiện hiệu quả chủ đề trong năm gắn với các phong trào thi đua, cầu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Qua đó đã triển khai kịp thời có nhiều cách thức, giải pháp phù hợp, đem lại kết quả tốt trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên phụ nữ, nâng cao vị thế của tổ chức hội và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Kế thừa những kết quả đã đạt được thời gian qua, phụ nữ Đà Nẵng sẽ tập trung bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tập trung xây dựng và thực hiện các chương trình, các đề án về bảo vệ môi trường, khởi nghiệp sáng tạo và các chính sách an sinh xã hội cùng thành phố. Năm 2022 với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như chương trình giao lưu sân khấu hóa truyền thông an toàn cho phụ nữ và trẻ em với mục đích cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng và nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ cộng đồng về phòng ngừa, ứng phó bạo lực phụ nữ và trẻ em. Qua đó đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật đáng ghi nhận chúng tôi đề xuất xây dựng thành lập câu lạc bộ tự vệ cho phụ nữ và trẻ em với mong muốn là à, bằng khả năng tự vệ các kỹ năng của mình các chị em phụ nữ có thể và trẻ em có thể là phản có những phản xạ phản ứng để mà bảo vệ mình. Trước thềm năm mới cùng những nhiệm vụ trong năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu mới để xây dựng tổ chức hội vững mạnh xây dựng người phụ nữ việt nam phát triển có tri thức góp phần giữ gìn phát huy giá trị truyền thống dân tộc và xây dựng quê hương